Dumas xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục trả lời những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình trong tuần này. Câu hôm nay mà mình nhận được là một bài toán khá là thú vị liên quan tới phần nguyên hàm tích phân của hàm ẩn. Nào, chúng ta hãy bắt đầu ngay sau đây nhé. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như hình vẽ. Biết tích phân từ 0 tới 1 của trị đối 2x fx bình phương trừ cho 2fx trừ 4 dx bằng 6. Tính giá trị của y bằng tích phân từ 0 tới 1 của fx dx. Đáp án A là trừ 10, đáp án B là 4, đáp án C là 2 và đáp án D là 10. Mình dám chắc rằng khi các bạn giải bài toán này, cái điều vướng mắc đầu tiên mà mình nghĩ các bạn sẽ đụng phải đó là cái việc tích phân của mình nó bị vướng dấu giá trị tuyệt đối, đúng không? Vì vậy mà chúng ta thường là nghĩ đến cái việc là giải quyết cái trị tuyệt đối này. Và để phá dấu giá trị tuyệt đối trong cái biểu thức, chúng ta sẽ cần phải biết được dấu của biểu thức thay đổi như thế nào trong cái khoảng 0,1. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách phá dấu giá trị tuyệt đối như sau. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sẽ để ý cho mình là khi tính tích phân từ 0 tới 1, tức là chúng ta chỉ xét cái biểu thức trong cái đoạn là từ 0 tới 1 thôi. Do vậy mà khi x thuộc đoạn từ 0 tới 1 thì chúng ta rõ ràng là có cái giá trị x bình nó sẽ luôn luôn nhỏ bằng x, đúng không? Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được là f của x bình phương sẽ luôn luôn nhỏ bằng fx. Điều này có được là do hàm f nó đồng biến nhân khoảng 0,1. Các bạn nhìn vào bảng biến thiên, các bạn sẽ thấy điều đó. Từ đây ta suy ra được là x nhân fx bình cũng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng fx. Tiếp đến thì mình sẽ nhân hai vế với 2. Ta sẽ tương đương được là 2x fx bình nhỏ hơn hoặc bằng là 2fx. Hay tương đương là 2x fx bình trừ cho 2fx bé bằng 0. Hay từ đây suy ra được là 2x fx bình trừ cho 2fx trừ cho 4 sẽ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng trừ 4. Và trừ 4 thì sẽ nhỏ hơn 0. Bằng một cái phương pháp đánh giá cơ bản, mình đã chứng minh được cái biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối nó sẽ luôn nhỏ hơn 0 với mọi x nằm trong đoạn từ 0 tới 1. Như vậy sau khi chúng ta đã biết được cái dấu của biểu thức nó luôn âm trong cái đoạn là từ 0 tới 1 thì chúng ta sẽ có thể phá cái dấu giá trị tuyệt đối như sau. Trừ tích phân từ 0 tới 1 của 2x fx bình trừ cho 2fx trừ 4 tất cả nhân cho dx. Chúng ta có dấu trừ do biểu thức bên trong dấu giá trị tuyệt đối nó mang giá trị âm. Lúc này chúng ta sẽ tách thành 3 cái tích phân như sau. Trừ tích phân từ 0 tới 1 của 2x fx bình dx cộng cho tích phân từ 0 tới 1 của 2fx dx cộng cho tích phân từ 0 tới 1 của 4 dx. Các bạn để ý cho mình cái tích phân đầu tiên đó là tích phân từ 0 tới 1 của 2x fx bình dx. Thì nếu như các bạn đặt t bằng x bình phương thì chúng ta có thể đưa tích phân theo x về một cái tích phân theo t. Cụ thể chúng ta sẽ có được cái tích phân từ 0 tới 1 của 2x fx bình dx thì nó chính là bằng tích phân từ 0 tới 1 của ft dt. Hay nó cũng chính là bằng là tích phân từ 0 tới 1 của fx dx. Còn tích phân từ 0 tới 1 của 4 dx thì nó chính là bằng 4. Như vậy nói tóm lại là chúng ta sẽ có được cái tích phân gì tiếp tục bằng. Trừ tích phân từ 0 tới 1 của fx dx cộng cho 2 lần tích phân từ 0 tới 1 của fx dx cộng cho 4. Hay là bằng tích phân từ 0 tới 1 của fx dx cộng cho 4. Và do giả thiết cho tích phân gì của mình bằng là 6. Như vậy chúng ta sẽ tương đương là tích phân từ 0 tới 1 của fx dx cộng cho 4 bằng 6. Hay tương đương là tích phân từ 0 tới 1 của fx dx bằng là 2. Như vậy thì mình đã giải quyết xong cái bài toán này. Trong bài toán mình đã sử dụng cái phương pháp đánh giá khá là cơ bản để từ đó chúng ta có thể phá dấu trị đối của cái biểu thức một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên cái cách đánh giá trong bất đẳng thức thì nó cũng không phải đơn giản tí nào. Do đó mình xét bài toán này nó nằm ở mức thang trên 7 nhé các bạn. Rồi, trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vào dòng bình luận bên dưới cho mình được biết. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một đăng ký và ấn vào chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.